Thưa quý vị, theo Sở Y tế Hà Nội, tính từ 6 giờ đến 12 giờ ngày hôm nay, Hà Nội đã ghi nhận 21 trường hợp dương tính với nCoV, nâng tổng số ca trong ngày lên 23 ca. Như vậy là số ca nhiễm tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 cho đến nay là 2.149 ca, trong đó thì số ca ghi nhận ngoài cộng đồng là 1.185 ca và số ca đã cách ly là 964 ca. Tuy nhiên, sau 20 ngày Hà Nội thực hiện giãn cách, thành phố vẫn cơ bản kiểm soát được tình hình và đang triển khai xét nghiệm diện rộng để bóc tách triệt để F0 ra khỏi cộng đồng. Thực tế, sau 3 ngày xét nghiệm diện rộng, kết quả cho thấy tỷ lệ khoảng 1 vạn dân có 1 ca F0. Đây là tỷ lệ thấp, tỷ lệ nằm trong dự báo. Thành phố đang trong lộ trình phấn đấu kiểm soát dịch trước ngày 25 tháng 8, theo nghị quyết 86 của Chính phủ. Để thực hiện công tác chống dịch có hiệu quả, Sở Chỉ huy công tác phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản về việc thực hiện triệt để việc quét mã QR để đáp ứng nhanh công tác truy vết phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên thì ghi nhận cho thấy nhiều người không thực hiện đúng yêu cầu này. Hàng ngày khi đi làm, chị An đều phải đi qua chốt kiểm dịch này. Mấy ngày trước, chị An phải trình báo với đầy đủ giấy tờ, từ chứng minh nhân dân đến lịch làm việc. Hôm nay, ngoài việc trình các giấy tờ tùy thân, chị An được lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát hướng dẫn dùng điện thoại để khai báo di chuyển nội địa với tổng cộng 18 mục thông tin. Cảm thấy như vậy thì là sẽ đảm bảo hơn cho cái phòng chống dịch và là tốt hơn cho dân mình. Sau 5 phút điền thông tin, chị Nhung nhận được một mã QR. Tại đây, các cán bộ tại chốt kiểm dịch kiểm tra thông tin, đối chiếu thông tin công dân khai báo trên hệ thống và xác nhận thông tin về dân cư trước khi cho qua chốt. Khác với khai báo trên tờ khai y tế, phần mềm này còn thu thập thêm thông tin thường trú, lưu trú, tạm trú của từng cá nhân. Đảm bảo cho cái khu dân cư của mình được an toàn hơn, rất là cảm ơn. Hạn chế những người ngoài đi vào ấy, chỉ có khu dân cư ở trong là được đi lại thôi, người trong. Đối với những trường hợp khi bị nghẽn mạng, người dân không có hoặc không thạo sử dụng thiết bị điện tử, thì đơn vị có trách nhiệm cử người hướng dẫn hoặc khai báo trên tờ khai, sau đó cập nhật ngay lên hệ thống. Trên địa bàn phường Thanh Nhàn, hiện có khoảng 22.000 dân cư với 18 chốt kiểm soát tại 10 địa bàn và một tổ kiểm tra lưu động. Tính từ 24 tháng 7 đến nay, xử phạt vi phạm 98 triệu đối với những trường hợp không đeo khẩu trang và ra ngoài không lý do. Trước đó, Ủy ban Nhân dân thành phố đã có các văn bản chỉ đạo khai báo y tế bằng mã QR khi vào ra các địa điểm công cộng bằng hai hình thức: khai báo trực tuyến tại đường dẫn https://tờkhaiyte.vn hoặc khai báo thông qua ứng dụng Vietnam Health Declaration Bluezone nCoV cài đặt trên điện thoại thông minh. Tính đến hết ngày 9 tháng 8 năm 2021, trên phạm vi toàn thành phố, số địa điểm đã đăng ký quét mã QR là 119.872 điểm. Số lượng người đã quét rất ít, chưa đáp ứng được yêu cầu truy vết nhanh. Quận cũng thường xuyên có nội dung tuyên truyền, đặc biệt là có việc hướng dẫn, huy động các lực lượng để hướng dẫn người dân triển khai thực hiện. Và chúng tôi thấy rằng rất có hiệu quả, người dân cũng rất nhanh chóng có thể kê khai các thông tin liên quan đến thông tin cá nhân trong công tác phòng chống dịch. Và chúng tôi đánh giá là người dân cũng rất ý thức cái nội dung này, cũng là vừa ý thức giúp cho cộng đồng cũng như là cá nhân bản thân mỗi người dân trong công tác phòng chống dịch. Việc quét mã QR giúp cho công tác truy vết F0, phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố có hiệu quả, tiết kiệm thời gian cho người dân, cải thiện tình trạng ùn tắc giao thông tại các chốt kiểm soát dịch, qua đó giảm nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Sẽ có thêm 10 nhóm đối tượng được hỗ trợ do dịch COVID-19. Đây là nhóm đối tượng chưa được quy định tại nghị quyết số 68 của Chính phủ. Đồng thời, thì thành phố Hà Nội cũng bổ sung thêm 500 tỷ đồng để cho người lao động và người sử dụng lao động được vay vốn phục hồi kinh tế. Những thông tin này vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố công bố. Theo rà soát của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, dự kiến có khoảng trên 324.000 đối tượng được hỗ trợ chính sách đặc thù của thành phố Hà Nội với tổng kinh phí dự kiến hơn 345 tỷ đồng. 10 nhóm đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ đặc thù của thành phố Hà Nội bao gồm hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng, đối tượng bảo trợ xã hội đã được tiếp nhận vào trung tâm bảo trợ xã hội nhưng đang sống tại gia đình, chưa vào lại trung tâm do ảnh hưởng của COVID-19, hỗ trợ người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng và nhân thân, nhóm người lao động làm việc tại hộ kinh doanh phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương hoặc chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.
nhóm người lao động làm việc tại các cơ sở giáo dục dân lập tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp có ký hợp đồng lao động nhưng phải tạm hoãn hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương và không thuộc đối tượng được quy định tại quyết định số 23 của Thủ tướng. Cuối cùng là nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc lập tư thục phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu cơ quan nhà nước về phòng chống dịch COVID-19. Giãn cách vì dịch COVID-19, sinh viên ở ký túc xá và ở trọ của Đại học Bách khoa Hà Nội đang gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt cũng như học tập. Nhận thấy những khó khăn này, nhiều thầy cô đã kêu gọi và đã được nhiều cá nhân doanh nghiệp hỗ trợ các em sinh viên đang ở lại Hà Nội vì giãn cách theo chỉ thị 16. Theo thống kê, hiện tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội hiện có khoảng 380 sinh viên đang ở trọ và ở tại ký túc xá của nhà trường. Do giãn cách xã hội, nhiều sinh viên ở Bắc Giang, Bắc Ninh theo học tại trường đã không thể về nhà từ Tết cho đến nay. Hiện cuộc sống của các em sinh viên này gặp nhiều khó khăn do không nhận được hỗ trợ nhu yếu phẩm từ gia đình, không đi ra ngoài làm thêm. Việc đi chợ cũng gặp nhiều khó khăn nên nhu yếu phẩm, đồ ăn, thức uống cũng hạn chế. Trước tình hình này, các thầy cô trường Đại học Bách khoa đã kêu gọi tài trợ từ các doanh nghiệp nhằm hỗ trợ các em sinh viên trong thời gian này. Hưởng ứng lời kêu gọi, nhiều doanh nghiệp đã hỗ trợ mì, gạo, thực phẩm đóng hộp, đồ dùng học tập cho các em sinh viên để chia sẻ yêu thương, lan tỏa những điều tốt đẹp trong mùa dịch. Trong khi đó, tại thành phố Đà Nẵng, thành phố này sáng nay đã ra thông báo về việc dừng tất cả các hoạt động trong 7 ngày để thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19, bắt đầu từ 8 giờ ngày 16 tháng 8 đến 8 giờ ngày 23 tháng 8. Theo đó, Đà Nẵng sẽ dừng tất cả các hoạt động trên địa bàn thành phố, thực hiện nghiêm nguyên tắc ai ở đâu ở đó, người dân không được ra khỏi nhà, thực hiện cách ly tuyệt đối nhà với nhà, cơ quan công sở đơn vị giảm tối đa lượng người đến trụ sở làm việc, cử người ở lại làm những công việc thật sự cần thiết, trừ các lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch. Các doanh nghiệp sản xuất tại các khu công nghiệp và khu công nghệ cao được phép hoạt động và chỉ hoạt động tối đa 30% số lượng người lao động tại đơn vị. Tất cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải đảm bảo tổ chức 3 tại chỗ. Thưa quý vị, còn tại thành phố Hồ Chí Minh, hôm nay số người nhiễm COVID-19 mới tăng thêm 3.531 trường hợp, nâng tổng số người nhiễm bệnh đến nay là 140.539 người. Đáng mừng là qua 20 ngày siết chặt giãn cách xã hội, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận biểu đồ ca nhiễm mới đi ngang. Tuy vậy, theo Ủy ban Nhân dân thành phố, dịch vẫn phức tạp vì đã thấm sâu trong cộng đồng. Số ca nhiễm gần đây có xu hướng giảm nhưng đi ngang, chưa bền vững. Thành phố Hồ Chí Minh những ngày qua đang áp dụng các biện pháp mạnh nhất kể từ khi dịch xuất hiện và người dân đã trải qua 37 ngày giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Trong đó, thành phố có 20 ngày áp dụng thêm các biện pháp tăng cường như là cấm ra đường, ngưng các hoạt động không thiết yếu sau 18 giờ. Khoảng thời gian này thì số ca F0 mới mỗi ngày trên địa bàn không còn đột biến ở mức 5.000 đến 6.000 ca như trước đó mà duy trì con số gần 4.000, phần lớn trong các khu phong tỏa. Thưa quý vị, hôm nay một lượng lớn kit xét nghiệm COVID-19, máy tạo oxy và súng phun khử khuẩn trị giá hàng tỷ đồng được nhập lậu từ Trung Quốc đã bị lực lượng chức năng thành phố Hồ Chí Minh tạm giữ. Theo Cục Quản lý Thị trường thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị này vừa phát hiện và tạm giữ lượng lớn hàng hóa hỗ trợ điều trị COVID-19 nhập lậu như máy tạo oxy, dụng cụ đo nồng độ oxy, chai đựng oxy, súng phun khử khuẩn. Sau khi khám xét container đậu tại một kho hàng thuộc quận Bình Tân, tất cả hàng hóa trên do Trung Quốc sản xuất, không có hóa đơn chứng từ, tổng giá trị lô hàng khoảng 1,5 tỷ đồng. Kiểm tra tại công ty quốc tế Tín Thực đóng tại quận Tân Phú, lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ 80 bộ kit xét nghiệm nhanh COVID-19 và 36 máy đo nồng độ oxy do Trung Quốc sản xuất nhưng không có hóa đơn chứng từ, không nhãn phụ. Trước đó, Cục Quản lý Thị trường thành phố Hồ Chí Minh đã tạm giữ hơn 67.000 viên thuốc tân dược nhập lậu từ Trung Quốc, được người bán quảng cáo là trị được bệnh COVID-19.